đây tính từng là tắt ngang. Khi bắt đầu là xi nhan trái, tính một cái là tắt xi nhan. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Cái này đi sướng hơn cho kia. À vậy là lúc này anh chạy chiếc giống vậy đúng không? Đúng rồi. Chiếc kia nó bị lỗi thay. Cái này nhẹ. Đến đoạn này là nhường đường cho người đi bộ. Em quay chạy lên YouTube có sẵn hết rồi. Không có. Bài thi tiếp theo, này... bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Thế là dốc này cao chứ bộ ha. Đúng rồi. Cao đó. Coi ở trên mạng á, mấy cái đường này mình không có nhớ. Xe này vô lăng có nhẹ ghê. À vậy hả? Xe độ rồi. Xe độ rồi. Đường quay vào đây chứ. Mà xe này không có máy lạnh chứ. Đường quanh co. Cái này mà lỗi nữa là do mình đúng không? Ừ. Mỏi thôi. Như quá tam rồi đó. Quá tam rồi đó. Bây giờ tính là cao dễ nhìn hơn VOS ha. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Nhà cũng có xe mà không biết lấy rồi đi. Ở ngoài nó bắt cái không biết sao nói chuyện luôn. Rồi có bằng đi. Khi mà dùng đèn đỏ là đừng có để cho cái bánh xe nó qua cái vạch vàng đúng không? Đúng rồi. Dùng xe đèn đỏ dừng xa xa chút cũng được. Bài thi tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Hồi sáng hôm kia em cứ nạt ga cho ông đập phanh. Trời ơi, trời ơi. Tao hồi sáng á, hai cha con hồi sáng á. Ngoài đó hai cha con luôn hả? Rồi đường quanh co. Hai cha con đó. Đập cua luôn. Như mình đập ga thì mình đập côn thì cho nó ngắt cũng được khổ coi được. Ai mà đập ga mà đập thắng. Nó giật. Ủa nhưng mà một chân sao đập hai cái ta? Không thì chắc chơi hai chân quá. Hai chân đó mà. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Nhớ bài rồi thôi, hỏi còn phải ngồi đấy, ngồi dưới. Mình cầm mới, mình cầm mũ lăng, mình chạy cho quen rồi. Thấy em chưa chạy? Em hỏi đây 9 giờ sáng tới giờ, mệt chứ. Ủa nhưng mà tại sao lại chưa chạy? Tại vì có ba người, anh này với hai con kia nữa. Anh này xong bánh kia nè. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe dọc vào nơi đỗ. Ghép xe dọc thì mình nhớ là những cái này của xe. Giờ này mình tập hơi nắng, sáng nó mát lắm. Hôm nay trời cũng nắng lắm. Đỡ. Sáng có sự hai cho con kia cũng mày. Mà mình
mình là tầm sau ai người đó luôn nữa chứ. Mình tầm 6 là mình cũng về mất rồi. Tổng này tôi đăng ký tập có 1 tiếng. Không có thời gian đi chạy. Chạy 3 vòng. Thì chạy 2-3 vòng mình nhớ bài đó thôi, nhớ cái đường chạy thôi. Đây bây giờ là chạy vô ghép vòng. Trong này một cái điện thoại nóng ghê luôn. Chạy cái xe đua ấy nó lạnh. Quệ vô ghép thì mình sẽ thấy cái bảng này. Có hai nơi mình chạy vào nơi nào cũng được hết. Cái này nó không có cái bản đồ cho mình coi ha. Rồi đáng ra phải có cái bản đồ với ta. Cái cần số này thấy nó rung quá. Xe này 2 vòng đúng không? 7 chỗ 2 vòng, 4 chỗ. Đúng là nhà nước đầu tư kém quá ha. Ở trường mình còn đi được Vios ha. Đúng rồi. Nhà thi vậy thời đại giờ ai chạy xe này được. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Chạy đến ngã tư này. Thấy cái biển mà chị dẫn là phải quẹo phải, quẹo trái thấy không? Là phải quẹo trái. Đèn xanh đèn đỏ là không được chạm vào cái vạch vàng. Có mấy người không hiểu sao người ta đăng ký được chạy VOS ta. Người ta lái xe số tự động. Thì bằng số tự động ấy. Đúng rồi, chính xác. Thì số tự động mà chạy xe đó. Cái số này là có số tự động mà chạy. Đúng rồi. Thông thường mấy trường tư á là nó chạy bài chiếc thi tiếp theo. Bài thi ghép xe ngang và nơi đỗ. Toyota á. Vào để thấy khoảng cách nó to ha. Sơn một vàng.
chấm rồi đúng không? Đúng rồi. Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe chỗ có đường sắt chạy qua. Đây các bạn này đúng không? Là đường quẹo. Còn khi mà đến đường sắt là mình phải dừng cho hai bánh lò vào giữa cái vạch. Khi nào mới dừng? Khi nào nó trở lại số 14? Không tuân thủ đúng tín hiệu khẩn cấp. Bài thi tiếp theo. Bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Tắt khẩn cấp đi. À, mình quay tắt. Nãy mình nói số 14, mình quay tắt. Khi nào nó báo vậy là mình phải dừng gấp hả? Nhưng mà tại sao lúc này ông lại lên ga, ông chạy nhanh vậy? Rồi, bắt đầu lên ga này. Đến đây là... Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Cái này phải xi nhan hả? Đâu cần đâu ta? Kết thúc á là mình bài thi tiếp theo. Cái xi nhan bài phải thi kết thúc. Đừng có tắt xi nhan phải. Đi qua luôn. Chúc mừng bạn đã thi đạt tắt phần thi lái xe trong hình. Cảm ơn. Thi nó cũng đỡ. Thi dạy cho sướng à. Ok.